Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cướp lương khô của dân, quan tướng đùn đẩy cho nhau. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam cùng sự tung hứng của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phải đưa lương khô vào ngay cho người dân vùng lũ đã tạo ra hiểu lầm về việc cán bộ tỉnh Quảng Trị chia chác lương khô. Thế nhưng Quảng Trị đã bất bình phản hồi, lương khô còn chưa về đến tỉnh thì làm sao có thể chia nhau được. Ngay trong thời khắc thiên tai, nhân tai đang đầy đọa giải đất và những con người ở miền Trung mà chính quyền Cộng sản còn tạo ra sự chia rẽ trong lòng dân đến như vậy. Truyền thông trong nước cũng đưa tin trong cuộc làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sáng ngày 22 tháng 10. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết Bộ Quốc phòng đã cấp 22 tấn lương khô cho các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Riêng với tỉnh Quảng Trị, quân đội đã hỗ trợ 7 xuồng máy, 36 máy phát điện, 3 máy bơm nước để tẩy rửa, vệ sinh sau lũ và 1.000 phao cứu sinh. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại cuộc làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020. Tướng Lê Chiêm cũng đề nghị lãnh đạo địa phương đưa lương khô ngay vào vùng lũ nơi nhân dân vẫn đang lầm than và đói khát. Tướng Chiêm nói như sau: vừa rồi chúng tôi phát hiện một số lãnh đạo địa phương cấp cơ sở chia lương khô cứu trợ cho cán bộ như làm quà, vì thấy thứ này ngon, như thế là hỏng hết. Lương khô này gửi cho dân, người dân đang cần. Trước phát ngôn của tướng Lê Chiêm, Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình đã phải lên tiếng chỉ đạo như sau: việc này không phải là tham nhũng gì, nhưng đây là quà để phát cho dân. Tôi đề nghị không riêng gì Quảng Trị mà các địa phương khác phải lưu ý việc này. Và màn song kiếm hợp bích của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Phó Thủ tướng ngay sau đó đã tạo nên một làn sóng bất bình về việc cán bộ đã chia chác hết phần lương khô mà Bộ Quốc phòng đã gửi cho người dân miền Trung trong lúc đói khát. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020. Có ý kiến khẳng định việc chia chác lương khô của các cán bộ đích thị là một hành động tham nhũng, phản bác lại khẳng định của ông Phó Thủ tướng: lương khô của quân đội thực chất cũng là từ tiền thuế của dân mà ra. Và luật sư Luân Lê thì gọi hành động chia chác lương khô dành cho đồng bào đang hứng chịu thiên tai của các cán bộ địa phương là cách mà cán bộ công chức một số nơi cứu trợ lũ lụt đã làm. Luật sư Luân viết như sau: vì sao dân không tin và cũng khinh bỉ trong phẫn nộ những loại người này như rác rưởi là như vậy? Thú vật còn biết chia sẻ và cứu giúp đồng loại, nói chi con người, mà lại còn nhận tiền thuế của chính người dân và quyền lực của nhân dân nhưng lại không phục vụ cho nhân dân vào lúc gặp thảm kịch mà còn cướp thêm sự sống còn của nhân dân. Lúc thảm họa, chúng còn ăn cướp cả miếng ăn nhỏ nhất của dân, thì lúc bình thường chúng ăn và tàn phá hoại đến như thế nào nữa? Chúng đã tha hóa đến tột cùng của sự cặn bã và tanh tởm. Luật sư này đã nói như vậy. Và nhà báo Vũ Kim Hạnh cũng nhận định, lương khô nó ngon nên xén của cứu đói chia nhau, tiền tươi lại càng thơm nên tha sao đành. Còn nhà hoạt động dân sự Huỳnh Ngọc Chênh đã bình luận như sau: khi đã tham và ti tiện thì cái gì họ cũng muốn xén. Còn tài khoản Facebook Phán Võ thì bình luận như sau: đó là lý do dân họ không dám trao niềm tin cho các đầy tớ này mà tự tổ chức cứu trợ tới nơi dù họ chưa biết có thể phải đánh đổi cả tính mạng khi không có phương tiện cứu hộ và lực lượng hỗ trợ, nhưng tình đồng bào là trên hết. Và câu chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Mới đây nhất, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã lên tiếng thanh minh rằng lương khô còn chưa về đến tỉnh thì làm sao có thể chia nhau cho được. Đây là hình ảnh ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Để khẳng định Quảng Trị vô can, ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nói rằng thông tin trên mạng xã hội ám chỉ cán bộ tỉnh Quảng Trị chia nhau lương khô quân đội ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ. Ông Đồng giải thích thêm, lương khô đã về đến đâu mà cán bộ chia nhau? Việc này cần nói rõ ràng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà hảo tâm đến chia sẻ với người dân Quảng Trị sau lũ. Tuy nhiên, ông Đồng cũng xoa dịu dư luận
bằng cách diễn giải lại lời tướng Chiêm theo hướng có lợi cho đại cục. Ông Đồng khẳng định, Thượng tướng Chiêm nói là phải tránh xảy ra tình trạng cán bộ cơ sở chia nhau hàng cứu trợ, chứ không phải là đã chia nhau hàng cứu trợ như mạng xã hội xôn xao và phản ứng. Lập tức sau đó, truyền thông trong nước cũng đưa tin đính chính. Theo đó, vào ngày 23 tháng 10 năm 2020, Thượng tướng Lê Chiêm giải thích việc phát hiện một số lãnh đạo địa phương chia lương khô cứu trợ cho cán bộ như làm quà là việc từng xảy ra trong quá khứ và đó là bài học kinh nghiệm phải chấn chỉnh, đề phòng, không để lặp lại. Ông nhắc đến sự việc này là để chỉ đạo chung cho các lực lượng quân khu, biên phòng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đồng thời nhấn mạnh rằng những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phải chú ý quản lý hàng cứu trợ, đưa đến tận tay người dân bị lũ lụt. Còn Facebook Phương Dung Lê thì nhận định, chính phát ngôn mập mờ không rõ ràng của Thượng tướng Lê Chiêm đã khiến vấn đề bị đẩy đi quá xa. Đây là hình ảnh lực lượng cứu hộ chia sẻ lương khô cho người dân vùng lũ. Bà viết như sau, tướng Lê Chiêm hoàn toàn đúng khi nhắc nhở cán bộ cứu trợ, nhưng phát ngôn như vậy giữa lúc lòng dân đang đầy hoang mang, lo lắng về vấn nạn tham nhũng, ăn chặn của các cán bộ xã, huyện ngập tràn trên mạng sẽ chỉ khiến lòng dân thêm phẫn nộ, mất niềm tin. Một khi người dân đã không còn niềm tin vào cán bộ, liệu cán bộ có còn tâm huyết với công tác cứu trợ cho người dân nữa hay không? Một khi sự hoài nghi đã bị gieo rắc, liệu người dân có còn hoan hỉ khi nhận quà cứu trợ vì băn khoăn lo lắng rằng liệu anh ta có ăn chặn hết quà cứu trợ của mình hay không? Cán bộ thì chẳng còn tâm trí cứu hộ, dân thì hoài nghi người cứu giúp mình, công tác cứu trợ còn có ý nghĩa gì nữa không? Trong khi người dân đang đoàn kết một lòng hướng về miền Trung, thì phát ngôn của tướng Lê Chiêm như ngọn dao sắc cắt lẹm sợi dây niềm tin, gieo rắc sự nghi ngờ, ngờ vực. Trong khi đó, muốn vượt qua khó khăn, thiên tai như thế này, thì người dân cả nước phải đoàn kết cùng nhau nhìn về một hướng. Tướng Chiêm cũng từng nổi tiếng với phát ngôn như sau, cán bộ của ta mua hết đất Long Thành rồi, đã khiến tên tuổi và hình ảnh của ông tràn lan trên mạng xã hội. Có lẽ đó là phong cách của tướng Chiêm chăng? Phát ngôn bất chấp, không quan tâm đến lòng dân, nỗi lo và hậu quả từ những phát ngôn bất chấp ấy mà chỉ phát ngôn cho sướng. Đó liệu có phải là suy nghĩ thấu đáo của một cán bộ cấp cao, nhất là cương vị thứ trưởng hay không? Khi mình đàng hoàng thì chẳng có gì phải sợ thế lực thù địch lợi dụng cả. Dân ta bây giờ cũng rất tỉnh, đâu có dốt đến mức ai nói gì cũng nghe, cũng tin và lắng nghe phản biện và giải pháp nữa thì quá tốt. Và cuộc khủng hoảng truyền thông của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa cho thấy sự mất niềm tin hoàn toàn của nhân dân và chính quyền tại Hà Nội. Đây là hình ảnh xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là một trong 6 xã bị chia cắt ngập sâu trong lũ. Sự việc chia chác lương khô cứu trợ của các cán bộ được chính tướng Chiêm thừa nhận là đã từng xảy ra trong quá khứ và liệu nó có tiếp tục tái diễn trong trận lũ lịch sử năm nay hay không thì vẫn còn là câu hỏi rất lớn. Thế nhưng có một sự việc vừa mới xảy ra ít hôm qua của chính cán bộ địa phương vùng lũ cũng đã khiến nhân dân phẫn nộ. Đó là 15 cán bộ lãnh đạo huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, gồm cả Phó Chủ tịch huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban Tuyên giáo, Chủ tịch, Bí thư một số xã đã rời địa phương đi Thành phố Hồ Chí Minh để họp Hội đồng Hương từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10. Bí thư huyện ủy Hương Khê thì phân trần là lãnh đạo đi họp đồng hương thì không ảnh hưởng đến việc phòng chống lũ. Họ đi vào ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật xong là về ngay. Thế nhưng bão lũ tại Hương Khê, Hà Tĩnh thì lại không nghỉ vào ngày cuối tuần. Vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tức ngày 17 và 18 tháng 10, nước sông Ngàn Sâu vẫn đang dâng lên các xã vùng thấp trũng như Lộc Yên, Điển Mỹ, Hương Giang, Hương Thủy và Hương Đô bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Nhân dân Hương Khê lại càng phải vật lộn giữa cảnh biển nước mênh mông, chịu cảnh đói khát và bị cô lập, tính mạng bị đe dọa hơn bao giờ hết. Nhà báo Bạch Hoàn đã viết như sau, thế đấy, trong lúc người dân chúng ta đang đau đớn và xót xa cho đồng bào mình, thì các công bộc của dân ăn chơi, đản đúng. Trong lúc các công bộc của dân vừa phóng tay chi tiền tỷ, mua cặp da, mua quà hoa, tưng bừng đại hội, thì người dân chịu cơn, đói lạnh. Và giờ đây, khi chơi vơi giữa dòng nước lũ, khi cần một chiếc phao, khi cần một cây cọc để bấu víu, để kiếm tìm một niềm hy vọng qua cơn đói, hy vọng qua cơn lạnh, hy vọng mình được sống,
thì có những người chẳng biết bấu víu vào đâu. Chính quyền là ai, họ đang ở nơi nào? Dân đã phải bấu víu vào dân thay vì vào chính quyền, đó chính là bi kịch của dân, đó là nỗi đau của dân, là nỗi xót xa cùng tận cho thân phận con người nơi đây, trên đất nước này. Tôi luôn cho rằng người dân nương tựa vào nhau trong cơn khốn khó là cần thiết, nhưng chăm lo cho dân, bảo vệ cho dân, cứu dân, thu xếp nơi ăn chỗ ở cho dân trong thảm họa thiên tai và nhân tai, tất cả là trách nhiệm của chính quyền. Xin nhấn mạnh rằng đó là trách nhiệm của chính quyền, an sinh xã hội là trách nhiệm của chính quyền. Thế cho nên các anh chị bạn của tôi hãy xin tiếp tục gieo những hạt mầm thiện lương đẹp đẽ, nhưng cũng đừng quên đòi hỏi mạnh mẽ và dứt khoát, yêu cầu các công bộc của dân phải thực thi trách nhiệm với dân. Cũng như tôi hôm nay đòi hỏi chính quyền Hà Tĩnh phải cách chức 15 cán bộ xã, huyện Hương Khê vì đã vui chơi hội hè khi dân khốn khổ. Và một lần nữa, tôi đòi hỏi chính quyền phải dốc lòng, dốc sức, đầu tư mọi nguồn lực để cứu dân, đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng cho dân. Thêm một người dân mất mạng là thêm một tội lỗi. Tội lỗi ấy là của các vị, không thể nào chối bỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 với bản tin Cướp lương khô của dân, quan tướng đùn đẩy trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Thời báo.de. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.